người đều vào không có từng người rồi. Dạ còn mình thôi. Dạ đầu vào thôi để hoàn thành thử thách còn về nhà chơi game nữa. 1, 2, 3. Mình đi chỗ nào đây nữa? Hướng vô cổng xong rồi giờ nó dẫn mình tới chỗ nào đây ta? Nhìn lạ ghê luôn á. Khoan. Ủa có cái đường tia sáng kia vậy? Hình như dưới đó có gì á. Để mình xuống dưới đó mình xem được. Trời ơi, tự nhiên lọt vô cái thế giới lại chu vào thế giới nào khác đây. Trời ơi, đường này gì mà chắc chở nguy hiểm vậy? Đi xuống. Trời ơi, đi này té cái này mình chắc là ngấm củ tỏi luôn quá. Hình như bên nướng kia kìa. Mình thấy rồi. Mà quên á, mà các bạn có đợt nào mà trải nghiệm thử qua Liên Quân chưa? Hồi nghe nói bên đó cũng mấy game đó cũng ngầu lắm, cực kỳ ngầu luôn. Có vài tướng cũng khá là đẹp á bạn ha. Nhưng mà giờ phải kiếm cái đường xuống đây. Ui, trời ơi. Mẹ mất máu chết rồi. Đi xuống. Ok. Ủa, đường này nữa phải không ta? Ê, có ai vậy? Ủa, hình như có một đứa bé ngất ở đây hả? Ủa, để sao ở rừng này có đứa trẻ nằm đây vậy? Ê, bé, dậy đi nè. Ủa, sao ngất vậy? Dậy nè. Ủa? Ủa, đang ở đâu vậy? Ủa, sao tự nhiên con nằm đây vậy? Còn ba mẹ đâu rồi? Ủa? Chú là ai? Ủa, ba mẹ mình, con đâu? Ủa, con đang ở đâu vậy? Ủa, con bị lạc hay bị gì vậy? Ủa, ông nhớ vậy hả? Con không biết nữa. Ủa, cái lúc mà con bất tỉnh á là con đâu có đây đâu. Ủa? Rồi. Ủa, đây là đâu vậy chú? Ủa, đây trong đám rừng mà. Ủa mà, làm sao con lại ở đây? Ủa, giờ con biết đường nào đến gia đình ông hay là... Con không có biết đường, con không biết ở đây đâu nữa. Ủa, ông lẽ bị lạc hả các bạn? Ủa, chắc lạc rồi. Ôi, đây là để chú dẫn về nha. Chú dẫn con về nhà được không? Được. Nhưng mà giờ trước kia là trước khi về nhà, dẫn con về nhà chú phải đi vào ngôi đền kia trước đã. Con có đi vào ngôi đền đó được không? Không, con sợ lắm. Có gì trong đó đi. Không sao đâu, đi qua khu vực này. Cái trời ơi, cái gì mà cây cỏ gì từ lưa vậy? Ui, tới nha bạn, tới cái chỗ mà tia sáng nãy rồi kìa. Thì có nguy hiểm gì không ta? Ủa, có mấy cái gì ở dưới chị chú? Ủa, có mấy con gì vậy? Từ từ. Ui, mấy con rít kìa. Ủa, ôi, hình như nó làm sao mà nó đang hình như canh vật gì trong đây nè. Chắc chắn trong đây có đồ nữa bạn. Để mình xử mấy con này mới được. Ui, chết đi này, trời ơi. Một con. Thôi, dám đánh mình á. Chết đi. Thôi, mấy chi này. Chết đi nè. Thôi. Ủa, bọn này cũng đông dữ trời. Ê. Chết đi này, trời. Ôi, chú ơi, cẩn thận chú ơi. Một con nằm nữa. Đây. Ui. Thôi, nè. Cho bọn mày bay lên trời trên nè. Chết đi. Bùm. Ngẫm củ tỏi nè, trời. Thôi cháu cho lâm kìa, cháu cho lâm kìa. Chết đi nè. Bùm. Chết đi nè, trời ơi. Dăng lên. Thằng này. Ê, trời ơi, sao mình chết. Bùm. Trời ơi, bọn quái này. Nó có còn xuất hiện nè. Đánh luôn. Trời ơi. Mở tới chứ còn. Đường này vẫn còn. Đường này còn. Con nè. Rồi. Còn nào nữa không ta? Hình như mình chắc chắn mình nằm trong khu vực này rồi. Ê, vẫn còn vài con kìa. Nên mà xử nó mới được. Bạn ra đây. Ờ, lên trời mà chơi cái này. Trời ơi, đánh nè. Ủa, ở đây là đâu vậy? Chết đi. Ủa ơi, nè con ơi, con đâu rồi? Đi theo nè. Con ngồi. Con này sao lưng chú nè. Đi nhanh nè. Thôi. Bọn. Ủa, mà trong cái đền này có quái. Sao nhìn mấy con nó ghê quá vậy? Không, có, này trong cái đền này như chỉ có vài binh lính của bọn kia hả bạn ơi. Ít nữa, đây nè. Lì nè, trời. Bùm. Lì, còn một con nè, còn một con nữa gì. Trời, đi vào đây. Ủa, trong khu vực này nó nguy hiểm vậy trời. Mình ngay trong đây nó sẽ phải có gì đó. Ủa, gì đây? Ủa, mình đã trong cái khu vực những gì mà ghê vậy, nhưng mà trong đây, ủa, không còn đường đi nữa rồi. Kỳ ta. Giờ mình nghĩ coi mình phải làm cái gì ở khu này đây trời. Không còn cái đường đi gì hết ta. Đi khoan. Cần gạt. Có cái gì chú? Ê, mình nghe tiếng bật nha. Nghe gì vậy? Mình nghe được tiếng hoạt động của đá đỏ. Hình như là
bên đây có cái này như còn cái nào không ta? Ý, ở đây cũng có cái nữa nè. Thêm một tiếng nữa. Ủa mà nó không mở cái cổng này kỳ ta. Ủa vậy, nè chắc chắn vẫn còn thêm cái cần gạt nữa nhưng mà nằm đâu ta? Ê con đi kiếm được coi, có không? Ra 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 để con đi coi. Có thấy gì không? Ủa, con thấy. Ê, đây nè. Ui rồi. Thôi đây rồi. Ê, lại nghe thêm tiếng đó nữa. Ê, đâu chứ? Ủa, nó mở được cái chỗ này. Ủa, kỳ ta. Ê. À, ủa cái này đi xuyên quá được á. Ủa, vậy xuống đó có gì chứ? Xuống đây xem coi. Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui. Thôi, nhung nham nguy hiểm gì trời. Chỗ này đi qua được không vậy chú? Hình như được, chắc được á. Trời, nguy hiểm quá vậy. Mà mình lần này phải cố gắng mới được. Phải vượt qua được cái mớ này. Chứ không làm, mình không để đồng đội mình cho thiệt hại được. Thôi, giờ phải cố bắt qua thôi. Ui. Ủa, bắn rồi. Giờ phải cố nhảy qua nó được, phải nhảy thật nhanh mới được. Rồi, 1, 2, 3, nhảy qua. Được rồi. Ui, giờ phải nhảy qua đây. Được rồi. Thôi, giờ phải cố. Con nhảy qua đây được không? Dạ được, dạ được. Được phải không? Ok, giờ phải cố gắng nhảy qua đây mới được. Thôi, chỗ này đúng nguy hiểm luôn á. Ui, cẩn thận nhảy qua. Thôi, gì vậy? Thôi, mép chết trời. Thôi, giờ phải leo lên trên đây mới được. Ui, 1, 2, 3, nhảy. Lên. Rồi, cuối cùng cũng được rồi. Thôi, ui rồi. Cái máy này bắt đầu hoạt động mấy bạn. Thôi giờ phải nhảy qua đây nè. 1, cố gắng rồi. Thằng này mình sẽ tử dụng vừa dùng kỹ năng này để vượt qua mấy cái mặt bẫy này mới được. Bum, quá được rồi. Đỉnh cao luôn. Thôi, nhảy qua được không vậy? Nhảy qua được. Ủa, hình như mình nhảy qua đây được rồi. Bắt đầu đi cái máy kia tắt rồi, con nhảy qua đi. Ui rồi. Như cái máy nó tắt hết rồi chúng ơi. Thôi, đi. Đi xuống đây nè, nhanh đi nè. Ui nè. Không lẽ là mê cung? Ủa, đường này cũng có chứ ơi. Thôi. Nào. Giờ mình đi chỗ nào đi trời. Đường chắc nãy có hai đường qua này. Không có nè. Thôi. Thôi, đợt này phải giải mê cung đó. Khá là nguy hiểm đi trời. Thôi, để mình nhảy, mình cố nhảy qua kia thôi coi. Nhảy qua đâu? Hay là chèo lên đầu chú này được không? Được. Đi. Thôi. Cái gì vậy? Chắc nhắc mình sẽ nhảy thẳng qua kia thử. Nhảy qua. Thôi. Này đường cột. Đường cột rồi. Này chú ơi. Mình đây. Qua đây. Trời ơi, cái mê cung này gì mà khó hiểu vậy? Hình như đường này có đường nè. Này đúng không? Ê, đường cục luôn. Kỳ vậy? Mê cung kiến gì? Ủa nãy á. Nó đó. Đây. Thấy không? Ủa, ý. Sao chạy mở cục không à? Khó như vậy? Mở cục luôn. Mở cục. Bên đây. Mở cục luôn. Ủa trời, cái mê cung gì mình đi khó chịu dữ trời. Bên này. Ngõ cục ngõ này luôn bạn ơi, nè chỉ còn cái ngõ phía trước thôi nè. Dạ. Nhảy qua. Rồi trên coi, bên đây ngõ cục luôn. Rồi. Bên đây hình như thì bên đây có đường nè bạn. Ơi. Có đường đi nè. Đường đó. Ủa khoan. Đường này dẫn qua đây à? Ok, để mình có bắt cua thử qua coi. Quá được rồi. Ủa. Sao mình thấy giống đi vòng vậy? Ủa? Đây. Đường đó hồi nãy cũng đi được mà. Ủa mình đi quy một vòng luôn, cái quách. Rồi. Ủa là đi ngõ nào? Bên đây. Cái mê cung này bị gì vậy? Ngõ này đúng không? À, ngõ này nãy mình nhảy qua anh kia. Hình như ngõ này đi được không ta? Không, đường cục. Không, đường cục luôn bạn ơi, trời. Đường gì mà khó chịu vậy? Ê. Bên đây phải không? Bên đây dầm cho mình nhất định phải nhảy qua anh kia được. 1, 2, 3, nhảy qua. Đường cục luôn. Chú. Gì? Từ, nhảy qua đây mới được. Trời, leo xuống. Ý, mãi này ngó cục rồi. Chắc mình nhảy chắc qua đây được. Ý, ôi, bên đây nè. Nhưng mà. Giờ là còn được không? Ngó cục luôn. Ủa vậy sao trời? Vậy còn ngó kia thôi chú. Còn ngõ nào? Thôi. Ngõ bên kia. À, mày ơi, khó bắt cua nha. Thôi, để mình cố bắt qua được. Nhảy qua được à. Thôi. Qua được rồi. Thôi. Tất cả đường này đều có đường cục luôn bạn ơi.
đều có những cái còn bên kia. đó chứ. Ủa, đường này không được, qua nhảy qua đây được. Ủa, bên đây đường cục luôn. Ủa Ủa, kỳ vậy. Ủa, vậy là sao? Trời, không lẽ mình bị kẹt trong cái mê cung này vĩnh viễn trời. Giờ mình còn không nhớ đường ra nữa. Ủa, nhảy qua nè. Tới, tới chỗ này rồi, không lẽ mình lại bị thua ngay chỗ này sao trời? Nhảy qua đây được. Ui. Bên đây cũng cục luôn nè. Thôi, sao đây ta? Mình cần suy nghĩ coi. Con nhảy qua đây để coi, con qua đây coi. Giờ mình không biết mình có thích dò đường nào nữa không trời. Ủa. Đường này không có một cái đường đi nào hết. Hay là nó có dấu ẩn gì đây không ta? Ê, ê. Ủa. Tường giả. Ê, thôi. Ê, lên trên đó. Lên trên đây thôi. Ê, chính là nó đúng không? Đúng rồi, nhưng mà từ Thôi, từ. từ từ, thôi từ từ gì? Ê, ủa. Ê, một, ê, mấy bọn creep. Bọn này đâu ra vậy? Ê, mày đi ra. Đi ra nè. Ở đâu ra vậy? Ô, cái gì vậy? Ủa sao? Núp ở đó chút Ê, xíu đi. gì vậy? Chờ chút. Bọn này đâu ra vậy? Chết đi nè. Đúng là một thằng nhóc ngu ngốc. Ủa, gì vậy? Nghĩ là không ngờ mày đã bị lừa bởi cái thân thể nhỏ này đó. Chết đi nè. Thôi bọn này. Bùm. Ủa cái gì? Cái gì vậy? Ê. Ê người lạ Ai? vậy? Chết đi nè. Ôi, bọn quái vật này. Đứng đây mà nhảy à? Thôi. Người Tôi nghe nói mày là người muốn cái thứ này. người được người 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 Vương là miện. ai vậy? Đừng nói là người Vương canh miện giữ như ở khu vực cà này phê. nha. À, cái vương miện này á, Vương miện. ta nghĩ là sẽ có một người anh hùng nào đó tới để tiêu diệt đánh bại ta, nhưng không ngờ lại một cái thằng nhóc yếu đuối như mày. Gì Làm ta vậy? thất vọng nguyên cái đường đi. Mọi người người vô Ủa? đây. Người nói ta yếu đuối gì? Mọi người vô đây xử ta tử nè. Còn lại đây. Đó ra. Chết nè. Ê. Mình chỉ cái chiêu này ra. Ôi. Yếu đuối gì hết Yếu thì đuối. là ăn được nhất Chết nè. anh hùng hả? Thôi. Để Nó tôi coi Trời. sức mạnh của mày xin như thế nào. Trời, lại lấy kiếm mà chơi à. Ê. Ủa. Hãy xem đây, nắm đấm đây. Bùm. Ý, trượt. Cái gì? Ơi, lại. Nắm đấm của mày quá ít. Ê, ủa, lại mấy bọn kia đó. Bùm, chết nè. Ôi, bọn này. Chết đi. Ủa, bùm nè, trời. Chết đi nè. Mày phải Bọn qua này. được mấy cái bọn này của tao thì mới đánh được tao Trời đó. ơi, cái gì mà đánh Ngáp. vậy? Chết đi. Ôi, trời, bọn này. Bọn này. Lì á. Trời ơi. Bùm, Trời ơi, bọn này mạnh quá vậy. Mày Thôi. yếu quá đó, đừng có Thôi, bọn này mong đông. lấy cái vương Đông như miện. vậy. Ui, thôi, cái bọn này. Lại đánh À, không tới tao đây nè. đứng đây để tao coi Thôi, thử thôi mày mạnh vậy. thế nào. Sức. Chết đi nè. Trời, máu vậy, máu vậy, máu vậy, máu vậy, máu vậy. Mình sẽ chơi tay. Gọi là anh hùng mà tại sao Thôi. lại yếu vậy? Yếu à, người ta à, yếu à. Thôi, cái bọn này cũng mạnh. Tại nói người đó. Trời, bọn này cũng mạnh luôn á trời. Bọn binh lính này. Chết đi, chết đi. Ai, cũng là Chết, bọn tiếp chết đi nè. riêu. Chết đi. Thôi, quá đông luôn. Dạ, người ngồi Giật. người xuống đây. Người xuống đây nè. Hả? Còn Đây. lại đây. Thôi. Sức mạnh anh chỉ giúp đó mà. Ăn nè. Con. Người định làm gì ạ? Chết đi. Thôi. Thôi. Ui. Ôi. Cánh trời chơi này. Ê, nó có cánh. Ui, ui thôi. Cuối cùng mình cũng đã giết được rồi. Thôi. Mệt quá. Thôi cái bọn quái vật nó đã quá đông luôn. Thôi. Cuối cùng mình cũng lấy được đồ rồi. Thôi, được rồi. U trời ơi, mày ơi. Cuối cùng mình cũng đã lấy được vương miện hay carry rồi. U trời, cậu cũng đã xuất hiện rồi. Là lần này mình sẽ được về 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 đồng gì ta hợp sức với mọi người rồi, trời. Hồi nhanh 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 đi về đó bạn ơi. Trời ơi, còn mà đợt này còn nhanh gì ta gọi là đợt này đang trong tháng 7 nữa, đang có liên quân đang chất tặng rất là nhiều quà nữa, nên mình phải nhanh nhanh về hợp sức với mọi người đánh bại ma lóc để còn về nhà còn chơi game liên quân nó nhận quà nữa bạn. Nhanh thôi, đang trong tháng 7 mà, đi 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 về đi về đi về, cuối cùng mình cũng lấy được đồ rồi. Rồi, 1 2 3 về thôi. Các bạn vừa xem xong tập 2 của biệt đội Liên Quân.
Và các bạn nhớ đón xem tập 3 sẽ được ra mắt vào ngày 16 tháng 7. Và còn tập cuối sẽ xuất hiện trên kênh của anh đi ha, sẽ vào ngày 17 tháng 7 nhé bạn nhé. Và còn bây giờ các bạn hãy vào Liên Quân nhận quà tháng 7 cùng mình và tất cả mọi người trong biệt đội Liên Quân nha.